stress đâu anh, mà em muốn đứng về phe chính nghĩa để bảo vệ người yếu thế, chứ em không phải là... Cái tình yêu em dành cho cái cuộc sống của mình ấy, và trong cái đấy em thấy rất là đẹp. Nhưng mà thực ra showbiz nó cũng không phải là một cái gì hào nhoáng lắm, em hiểu không? Thì sau đó khi mà mình đã bị mình sẽ bị đổ vỡ hay bị nó, thì cái sự tưởng tượng của mình ấy, nó trở thành tiêu cực, nó bị sắc mắc bệnh bị mình hoang tưởng. Đôi khi mình nhìn mọi thứ xung quanh mình cứ nghĩ là nó xấu xa, nhưng thực ra em bước chân vào showbiz nó là một cuộc chơi. Cuộc chơi thì nó phải có đầy đủ yếu tố, tất cả mọi thứ, từ cả xấu xa hỉ nộ ai đều ai ố đều có hết, ai ố chứ mà. À, anh nhớ đại loại rất thật đại loại đấy. Nhưng mà quan trọng là mình phải cố gắng để mình vượt qua, để mình chữa được cái bệnh stress của mình. Cái đấy nó quan trọng nhất. Anh đã từng bị stress mà. Ngày xưa anh chơi Facebook ấy, và họ chửi anh ức lắm. Nhưng anh bảo tại sao mà mình lại chửi mình, mà bây giờ mình lại cay cú mình chửi lại, thế phải mình khổ mình tâm không? Mình chửi lại nhưng mình tìm những cái câu nào hài hước nhất để vui nhất, mà phải luôn luôn giữ được cái tinh thần phải hài hước không? Phải vui tính nhất thì em sẽ vượt qua được cái đó. Còn còn đấy là con đường của em, thì em anh nghĩ là cũng hợp lý thôi. Nếu em cảm thấy là mà mình để hát được với khán giả, để mình giảm cái stress của mình ấy, thì cũng nên Không, cũng không bây phải giờ như là này. mục đích xả stress đâu anh, mà em muốn đứng về phe chính nghĩa để bảo vệ người yếu thế, chứ em không phải là lên đây để câu view, câu like hay là để tâng bốc bản Em thân mình lên, muốn bảo vệ người yếu là người nào? là những người bị yếu thế. Người ta cần những cái tiếng nói mà không một người nào lắng nghe, là đang có những giống như là fan của cô Phương Hằng, là những người yếu thế, lúc nào họ lên tiếng họ cũng bị nói là họ nói sai. Cái đấy thì anh không quan tâm đâu. Nhưng anh nghĩ là cái vấn đề mà khi một khi đã pháp luật đấy, để người ta đã can thiệp và người ta đã giải quyết rồi ấy, thì tốt nhất những cái gì được thuộc về pháp luật thì hãy để pháp luật phán phán xét. Còn mình chỉ là một cái người nhân vật bên ngoài thì anh nghĩ là mình cũng không thể can thiệp được, bởi vì đúng sai thì anh đã có pháp luật, em đúng không? Còn khi đã bị đã pháp luật người ta đã định tội hay cái định hướng một cái gì đó, thì tất nhiên là mình cứ để cho pháp luật giải quyết. Còn tất nhiên là cuộc sống em phải hiểu là nó cũng có những cái mặt tốt, có những mặt xấu, nhưng cái quan trọng nhất đấy là mình muốn chơi cái gì chơi, tuyệt đối không vi phạm pháp luật. Thì em đâu Đấy có là vi phạm đâu, nói ra em đâu có nhắc tên ai đâu. anh đang nói là những cái chuyện mà vừa em nói với cô Hằng đấy, tất nhiên cũng có cái tốt. Điều giống nhất của cô là cô bị định cố bị đôi khi bị cái Facebook nó thao túng tâm lý, có cái mà rất ảnh hưởng đến pháp luật. Em có hiểu ý anh Thực không? ra như thế này, có Cô nghĩa chơi là có Facebook nhiều người. TikTok là rất dễ. Anh ít khi live stream, bởi vì này này, Anh khi ấy live stream mình sẽ rất dễ bị dẫn dắt, chuẩn mà lúc dẫn mà dắt mình bởi lúc bởi nào những cái bọn cũng này, dẫn dắt dạ bởi những cái bọn này. Nếu như mình ừ. không tỉnh thì là mình sẽ bị đi đi xa luôn. Mà em đã Mình nhắc, dẫn dắt, và thứ hai là mình hỏi là trên đấy, anh hỏi em nghe, mình có một cái đầu trên đấy nó khoảng độ chừng cả triệu người.